Bây giờ em kể một câu chuyện cười đi, làm sao cho các bạn cười hết thì là bao nhiêu hả? Em nghĩ là em và bây giờ em muốn lên cái cấp độ master hả? Dạ thua cái này tao mày cái thấy thua nhiều lắm thì tao thua cách cái thôi. Vâng, nó đây là cực kỳ đơn giản luôn. Câu này cho anh 5 giây suy nghĩ thôi. Đó là Mít nha, câu này thì các bạn nghe nhiều rồi. Nhưng mà anh ưu ái cho mình thường nên anh sẽ lấy thường dễ thôi. Đó là Mít nha, thất bại là mẹ của thành công. Đúng không? Vậy chồng của thành công là ai? Thời gian lên cái này anh đối ngọn rồi, câu đó đúng rồi. Thất bại là mẹ thành công. Vậy cái gì ta? Anh quên luôn câu đó rồi các bạn. Thất bại là mẹ thành công. Mọi người đẩy thành khác để đến nơi khác. Mọi người đẩy thành khác để đến nơi khác. Để anh sẽ lấy vào ví tốt. Câu này theo con á thầy có kinh nghiệm mà chơi game của con thầy một con mà có ba đầu, con ba đầu mà có 90 á thì nó cao 90 là hồ ly, còn ba đầu á thì là một cái ba đầu 90. Em biết quái chuyện xấy là to rồi. Nhưng mà nãy giờ em câu giờ hết các loại câu này có 5 giây trả lời à. Không anh ơi, em đang cái là dẫn dắt vào bài. Thôi thay cho cười bạn này á. Em nghĩ đơn giản thôi, con ba đầu chiếm con số 3 chỉnh luôn các bạn. Siêu đơn giản. Thôi các bạn là rất là thông minh rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ thử thách các bạn thôi một vài câu đố nữa ha. Chịu không? Các bạn câu này gọi là cầu dòng xây, cái loại cầu xây dòng dạng đó các bạn. Thì đúng rồi, cái cầu nào có thể xây dòng dạng cho đỉnh thì nó sao nha. Đúng không? Cái gì? Tôi thay đổi là cái gì? Đúng rồi, các bạn hôm nay là đi địa danh Cần Giờ đúng không? Vậy các bạn biết tại sao người ta gọi là Cần Giờ không? Nó có một cái câu chuyện liên quan về nó luôn đấy các bạn. Nó có nhiều giả thuyết lắm, nhưng mà sẽ giải thích cho các bạn nghe về hai giả thuyết. Đầu tiên đấy các bạn, là hồi xưa các bạn biết gọi là một cuộc gọi là cuộc đấu tranh, gọi là cuộc chiến tranh kinh điển giữa Nguyên Ánh và Quân Tây Sơn không? Các bạn Nguyên Ánh chân thành này gọi là vua gì không? Vua Gia Long đúng không? Đúng rồi. Và các bạn biết hồi xưa Quân Tây Sơn là nó rất là mạnh, và Nguyên Ánh lên đầu thì lực lượng nó chưa có đủ, thì bị Quân Tây Sơn dí hết là các gia gọi là đuổi đánh đó các bạn. Thì Nguyên Ánh đã chạy đi qua rất là nhiều những cái địa danh, ví dụ như là địa danh rất là nhiều, ví dụ như là chạy đến Thanh Bình qua núi Hải Đen nè, rồi chạy đến khu vực và cũng khó chạy đến Cần Giờ luôn các bạn. Thì khi mà dừng ở Cần Giờ các bạn thì Nguyên Ánh thì mới có một cái giả thuyết như thế nào, là ông không có biết giờ giấc là như thế nào, không biết bây giờ là mấy giờ đâu, nên ông mới cho xây dựng một cái gọi là một cái cành, để một cái cành dài dài vậy nè, nó sẽ để dưới nước và đo có mực nước và từ chỗ một cái đó các bạn để xác định bây giờ là bây giờ rồi đó. Thì đây là một cái giả thuyết duy nhất, nhưng mà cái giả thuyết này thì không có thích hợp lắm, bởi vì đâu chứ nó là nhiều địa danh, nhưng mà chỉ có thể là đoạn Cần Giờ thôi, thì không có giả thuyết lắm. Cái giả thuyết đúng nhất đó các bạn, thì ở vùng này hồi xưa là vùng người Khmer các bạn, thì cái vùng này hồi xưa người ta gọi là Khmer. Tại vì sao người ta đào trả đâu phải chịu Cần Giờ đến bây giờ luôn. Và các bạn biết không, thì ở Việt Nam mình nó rất là nhiều những cái địa danh rồi bắt đầu bằng chữ Cần. Các bạn có thể kể ra không? Cần Giờ nè. Này, tao lấy về.
Mình đi một tầng mà mình đủ câu nha các bạn. Bây giờ buổi sáng mình ăn xong rồi là các bạn có năng lượng mà bây giờ mình đi cho mấy tiêu bớt năng lượng đi là buổi trưa mình ăn cơm trắng ngon. Sao đi? Rồi em chào các bạn một chút thôi. Thì từ đây trước giờ xuống thì các bạn cũng phải đi bộ, nhưng mà quãng đường thì nó không có dài như vậy nha. Thì mình đi chơi đi ra thì mình tầm khoảng gần 40 nữa. Cái này thông tin thật đấy. Hello anh em, hiện tại tôi đang ở cái khu du lịch của chúng tôi. Thật ra là hồi nãy là tôi có đi đâu thì nhưng mà sợ mấy con khỉ nó giận quá cho nên tôi không dám quay á. Rồi anh em nhé. Thì đây là khu du lịch của trường tôi. Này, đấy, các bạn thấy rất là tiện nghi, rất là vui. Như các bạn có thể thấy thì đi cây kia là cái khu sinh hoạt của chúng tôi. Đây là hồ bơi, phía đằng xa xa kia các bạn có thể thấy là bãi biển á. Hiện tại thì tôi mới vừa chạy sóc tiếp vì một phần của nó đã đuổi tôi. Bói. Đây tôi phải cho anh em xem. Hiện tại thì chúng tôi cũng không biết. Dạ con có quay trở. Đây là phòng của ai đó tôi không biết nữa. Thì các bạn có thể thấy nơi đây cũng rất là trong này thì không có gì quá đặc biệt cho lắm. Chỉ có điều đây là Cần Giờ. Sau hành trình gần 5 tiếng đi ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt các kiểu con đà điểu, thì bây giờ chúng tôi là đang ở resort. Như các bạn có thể thấy ở đằng kia có một thằng nào đó. Đấy, còn cái câu. Đấy. Như các bạn có thể thấy thì ở đằng kia là có một anh bạn của tôi. Anh ta cũng đang đi resort, reset. Tôi cũng đang quay luôn anh ta luôn. Tôi cho anh ta lên sóng truyền hình. Ok anh em, hiện tại xin lỗi vì hồi nãy là tại chúng tôi có nhờ sự giúp đỡ cho nên là tôi không có quay tiếp được, cho nên giờ tôi mới quay lại được. Như các bạn có thể biết thì hiện tại là độ tầm khoảng 1 giờ chiều rồi. Thì đây là những căn phòng có người phạm của tôi. Không có gì cả. Đây nè. Ok anh em. Thì đây là những người bạn của tôi. Họ cũng đang chụp hình. Không. Anh làm tụi mày phải mở cửa sau á, đi vòng ra đằng sau á nó mới có cửa.
Bão quá. Ăn chưa bão rồi? Không biết nữa. So what is calling? Oh. Oh. Thì đây người của tôi. Nhật. Cho cái bếp đi. Đây cô Hải kia. Cô Hải, cô Hải. Con chào cô Hải. Shit thật. Đúng là cả nhà sung sướng. Đây là đồ của tôi à. Nhưng mà ở dưới là khác. Có thể để là một hồ vẫn còn một hồ. Là cái khu chúng tôi sẽ gọi là sinh hoạt. Ở trường ơi. Đây tôi sẽ quay cho anh tìm xem. Là ăn ở đâu vậy? Oh, rubble.